Thưa quý vị và các bạn, thực hiện mệnh lệnh của Bộ Công an và Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ, sáng nay 15 tháng 12, Công an các đơn vị địa phương đã đồng loạt ra quân thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 và các sự kiện lớn trên địa bàn thành phố. Theo đó, kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2021 đến ngày 14 tháng 2 năm 2022, Công an thành phố Cần Thơ huy động toàn lực lượng, phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật, phối hợp với các sở ban ngành, đoàn thể địa phương tập trung tấn công, trấn áp tội phạm đối với các loại tội phạm, chủ động xây dựng phương án xử lý các vấn đề phức tạp, tránh để bị động bất ngờ, tăng cường công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, nhất là phát huy vai trò hiệu quả của lực lượng ở cơ sở, công an xã chính quy, gắn với việc thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt. Thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, công an các đơn vị địa phương còn chủ động đề ra những biện pháp thực hiện phù hợp với đặc điểm tình hình của từng địa phương, với quyết tâm giữ vững an ninh trật tự, ổn định xã hội để người dân được vui xuân đón Tết.